Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 271: Thái sư. Thấm viên xuân tuyết. Vừa ra, toàn bộ người đọc sách ở thành tứ cửu chợt xôn xao. Liên tiếp 3 ngày, trước cửa giáo phường ti ngựa xe như nước, người muốn gặp Hoa Khôi xếp thành hàng dài. Nhưng ba ngày trước, lại không ai có thể gặp nghe nói hoa khôi bị một đại nhân vật bao hết ba ngày, ba ngày này, hoa khôi chỉ có thể hầu hạ một mình hắn. ồn ào bên ngoài chẳng liên quan gì đến Yến Tam hợp cả, mấy ngày nay nàng chẳng ngủ ngon, trong mờ đều là cái người tên. Thệ Thủy Kia Sáng sớm năm ngày sau, khi Chu Thanh tới truyền lời thì nàng vẫn còn chìm trong mộng cảnh. Nói với Yến cô nương, cơm trưa hôm nay tam gia dùng ở Tĩnh tư cư. Chuyện này, có việc quan trọng. Hai chữ việc quan trọng khiến yến tam hợp lập tức tỉnh táo lại khàn giọng nói thang viên đồng ý đi vâng buổi trưa tạ chi phi đi vào tĩnh tư cư trong tĩnh tư cư đồ ăn đã được bày lên bàn tuy chân yến tam hợp bị thương nhưng thân thể vẫn thẳng tắp tạ chi phi ngồi xuống bên cạnh nàng đầu tiên là liếc nhìn vết thương ở chân nàng một cái sau đó ánh mắt không nhanh không chậm quét về phía lý bất ngôn chu thanh và cả thang viên rồi ho khan một cái Lý Bất Môn và Chu Thanh đều không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống. Thang viên nào dám ngồi và bàn với Tam gia, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Tả Chi Phi mặc kệ nàng, cười híp mắt cầm lấy đũa. Đủ người rồi, ăn cơm thôi. Thường ngày người cầm đũa nói hai chữ ăn cơm là yến tam hợp, nhưng xưa đâu bằng nay. Tam gia dựa vào một tờ giấy bên hông, bắt đầu chủ nhà luôn rồi. chuyên bác tri ân. Lý bất ngôn mắng thay tiểu thư nhà mình một câu. Cậu nam nhân, chấm. Chu Thanh thì dùng ánh mắt uyển chuyển nhắc nhở một chút, ra, đừng quá kiêu ngạo. Yến Tam hợp rất bình tĩnh, cơm ăn không nhanh không chậm. Tạ Chi Phi cầm đũa lên gấp một đũa thức ăn vào đĩa của nàng. Ăn nhiều vào, lát nữa phải dùng đầu óc đấy. Yến Tam hợp ghét nhất là bị người khác gắp thức ăn mình, lạnh lùng chừng hắn. Hắn đặt đũa xuống, không nói lời nào cũng không ăn cơm, ngồi mãi như vậy. Yến Tam Hợp nheo mắt, một lúc lâu sau nàng mới gắp đũa thức ăn kia lên, bỏ vào trong miệng. Tạ Chi Phi cười rộ lên. Cười cái gì mà cười. Yến Tam Hợp tức đến đau đầu, thầm nói người này muốn gắp thức ăn cho nàng, nàng lại chỉ muốn ném thức ăn lên mặt hắn. Lại gắp thêm một đũa. Người gắp thức ăn cười y rất sáng lạn, ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết. Tìm Yến Tam Hợp lại bắt đầu đập thình thịch sau khi hít sâu vài hơi thì nàng lại nàng gấp thức ăn lên, nhìn tạ chi phi một cái, lại nhìn thức ăn một cái. Sau đó, từ từ đưa vào miệng. Bên cạnh, Lý Bất Ngôn và Chu Thanh thầm thở ra một hơi. Một bữa cơm, ngoại trừ người không ngừng gắp thức ăn kia thì không ai được ăn thoải mái cả, Chu Thanh và xong miếng cơm cuối cùng thì bắt đầu nức cục. Cứ nức cái này tiếp nối cái khác, việc đó khiến tả Tam ra rất không hài lòng. Chu Thanh chạy ra giữ cửa như trốn. Thầm nghĩ việc này sao trách hắn được, do hắn sợ qua nên mới nức cục thôi mà. Cơm nước xong, thì bừng trà lên, tả chi phi không mất thời gian nói vô chuyện chính. Lúc nào nên đùa lúc nào nên nghiêm túc, chưa một ai chừng mực như tả tam ra hắn. Tên thật của Thệ Thủy là Đường Chi Vị, năm Nguyên Phong thứ 23 bị xét nhà, sau vào giáo Phường Ti, năm ấy nàng 19 tuổi. Năm Nguyên Phong năm 23, là lúc tiên đế còn tại vị. Yến Tam Hợp. Nói tiếp đi. Tạ Chi Phi. Làm hoa khôi lúc 20 tuổi, 27 tuổi được chuộc thân, nàng ở giáo phường ti suốt 8 năm. Thời gian 8 năm không tính là ngắn. Người chuộc thân cho nàng là ai? Chuyện này để sau hãy nói, trước tiên nói về thân phận của nàng ta trước khi xét nhà đã. Tạ Chi Phi. Vụ án tiền thái tử dùng vu thuật xảy ra vào năm nguyên phong thứ 31, người có biết không? Ngày ở trịnh gia kiểm tra địa hình, người đã hỏi ta vấn đề này. Ngươi biết được bao nhiêu? Không nhiều lắm, trên phố mọi người đều biết mấy câu. Mấy câu nào, con trai cầm ngày sinh tháng đẻ của ông bô đóng đinh vào một con rối để vu sư làm pháp nguyền rủa ông bô mau chết. Kết quả bị người khác tố giác, con trai chối đây đẩy rồi khởi binh tạo phản, kết quả lại mất mạng. Yến tam hợp. Vì thế đứa con thứ được hời, thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Tả chi phi. Tiền thái tử có một thầy dạy tên là Đường Kỳ Lệnh. Chỉ ngắn ngủn một câu nói, lại khiến lông tơ của Yến Tam hợp dựng thẳng, thốt lên. Đường kỳ lệnh là phụ thân của đường chi vị. Tả chi phi. Đường kỳ lệnh chỉ có một nữ nhi. Yến Tam hợp cực kỳ kinh ngạc, một lúc lâu mới thở dài. Trách không được nàng cầm kỳ thư họa giỏi như thế, hóa ra là có thân phận cao như vậy. Tả chi phi nghe xong, chỉ có thể cười khổ. Nhà đầu này chẳng biết gặp vận gì, cứ gặp phải mấy người khó giải quyết, những vụ án khó giải quyết. Yến Tam Hợp. Đường ra vì sao lại bị xét nhà? Tạ Chi Phi. Bởi vì vụ án gian lận khoa thi xuân năm nguyên phong thứ 23, đường kỳ lệnh là quan chủ khảo. Yến Tam Hợp hơi khó tin. Đường kỳ lệnh giúp người gian lận ư. Kết cục cuối cùng của đường kỳ lệnh là gì? Bệnh chết trong ngục, những người khác của đường ra thì sao? Đường kỳ lệnh già mới có được một nhi nữ, thê tử qua đời sớm, đường kỳ lệnh không tái hôn, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Tạ Chi Phi những người khác của đường thị tộc, lưu đày đến lĩnh Nam, nhiều năm rồi cũng không biết sống hay đã chết. Như vậy, Yến Tam hợp lại hỏi, ai chuộc thân cho đường chi vị? Tiền căn hậu quả đều đã nói rõ ràng, tạ chi phi dứt khoát trả lời. Không biết, không biết, Yến Tam hợp sướng sờ tại chỗ. Sao lại không điều tra ra được chứ? Có thể chuộc người ở giáo phường ti thì thân phận chắc chắn không kém, ít nhất phải quan tam phẩm trở lên, ngươi ngẫm lại đi, có mấy người làm quan nguyện ý để cho người khác biết những thứ này. Tạ Chi Phi lấy ra một tờ giấy. Đây là người chuộc đường chi vị trên danh nghĩa, hắn họ Lý danh Tam. Lý Tam, Yến Tam Hợp. Tên nghe hơi giả, nói đúng rồi, tên là giả, thân phận cũng là giả, tất cả đều là giả. Tạ Chi Phi. Ta tìm người của cẩm y vệ, đừng nói người sau lưng Lý Tam là ai, đến Lý Tam sau khi chuộc đường chi vị ra cũng biến mất không còn tâm hơi nhưng có một điều ta có thể chắc chắn. Cái gì, người có thể chuộc thận cho đường chi vị, thân phận tuyệt đối không thấp. Yến Tam Hợp lập tức hiểu được thầm ý trong lời này. Vụ gian lận khoa thi xuân không phải vụ án nhỏ, thân phận của đường kỳ lệnh không phải bình thường, nước trong này sâu không lường được. Nàng gục đầu xuống, cảm giác bất lực sông lên đầu. Tại sao lại có quan hệ với triều tranh, tâm ma của quý lão phu nhân là như thế, tâm ma của tĩnh trần cũng là như vậy, thật phiền toái. Năm ngày này ta điều tra ra nhiều thứ như vậy, Yến cô nương không rỗ một chút sao. Yến Tam Hợp bỗng nhiên ngừng đầu. Đến đây đi, rỗ một cái, rỗ xong rồi, Tam gia tiếp tục nghe ngươi sai khiến. Đôi môi tạ chi phi mím thành một đường mỏng, cười cười. Sai khiến Tam gia, là sai khiến tiểu bùi gia, sai khiến tiểu bùi gia, là sai khiến vị đó. Yến cô nương, phiền toái gì gì đó, chúng ta không có sợ, ha. Chương 272, chiêu chọc. Trong tiếng ve kêu khô nóng, chợt một luồng gió mát thổi vào mặt. Yến Tam hợp nhìn Tạ Chi Phi, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Tam gia hôm nay hình như dễ thương hơn lúc trước rất nhiều. Trên đời này người đẹp có rất nhiều, người đẹp lại thông minh thì không nhiều, người đẹp, thông minh, bên miệng còn có hai lúm đồng tiền, lại càng hiếm như lá mùa thu. Yến Tam hợp, quần áo còn phải thay từng ngày, ngươi tam gia, ngươi cho người khác một con đường sống đi. Đừng quá suất chúng nữa. Chị ra đây cho em lạy phát ạ. À? Tả chi phi, nàng chẳng qua chỉ nói thêm nửa câu thôi mà tam gia ta đã chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Yến tam hợp, biệt danh miệng ngọt này xin tặng cho ngươi. Yến tam hợp, ta không xứng. Tĩnh trần trước khi xuất gia chia làm hai giai đoạn, thệ thủy, ở giáo phường ti tổng cộng 8 năm. Đường chi vị, ở đường gia, tổng cộng 19 năm trong thời gian ngắn yến tam hợp đã thoát khỏi sự suy sụp ta định bắt đầu từ giáo phường ti tả ta tam gia miễn cưỡng dựa về phía sau ta cảm thấy khả năng giáo phường ti nhỏ hơn một chút khả năng đường ra lớn hơn một chút yến tam hợp nghe nói lúc đoạt hoa khôi chiêng trống vang trời đúng vậy tam gia đã từng ngủ với nữ nhân chưa tam gia giật mình không hề nghĩ ngợi tam gia chỉ thấy heo chảy chứ chưa ăn thịt heo yến tam hợp ngươi yên tâm đi ta yên tâm quái gì. Cho dù ngươi là trái sắt mày thành kim thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Yến Tam Hợp trong lòng xem thường liếc hắn một cái. Nam nhân các ngươi cả đời ngủ với rất nhiều nữ nhân, nhưng khó quên nhất hẳn là lần đầu tiên. Nữ nhân càng khó quên với lần đầu tiên cùng nam nhân, điều này rất có thể sẽ trở thành tâm ma của tĩnh trần, cho nên chắc chắn phải điều tra giáo phường ti. Tâm ma hay không chúng ta nói sau, ta chỉ muốn hỏi Yến cô nương một câu. Tạ Chi Phi không nhanh không chậm chớp chớp mắt. Có thể nào đừng có nam nhân này nọ không, nói như chúng ta giống với mấy tên nam nhân cặn bá vậy, ta ấm ước đó. Yến Tam hợp lờ hắn. Chân ta còn nửa tháng nữa là có thể đi được, ta tính tự đến giáo phường ti. Tạ Chi Phi khẽ cười nói. Nói như vậy, Tam gia ta là bị người ta vứt bỏ rồi. Yến Tam hợp. Yến Tam hợp, sao ngươi có thể như vậy, nói ta là cặn bá còn chưa tính còn coi ta là khăn lau, dùng xong thì ném. Tả tam ra bầy ra vẻ mặt lưu manh. Tốt xấu gì cũng dùng thêm vài lần rồi hắn ném chứ. Người này, nam nhân này. Yến tam hợp máu nóng sộc lên não, nhưng miệng vẫn cứng như vịt. Khăn lau tốt như vậy, tại sao ta phải ném? À, hóa ra, Yến cô nương cũng có lúc không nỡ. Tả chi phi xoa ngực, liếng thoáng nói. Là vinh hạnh của tài hạ. Đây rồi, không chỉ có mặt nóng, lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên, tim lại đập nhanh hơn. Yến Tam hợp theo bản năng ưỡn lưng ra, thua người chứ không thua khí thế. Nếu là vinh hạnh, vậy đừng phụ hy vọng của ta. Tam hợp cô nương hy vọng ta, hy vọng Tam gia có thể sớm lấy được hồ sơ vụ khoa thi xuân năm Nguyên Phong 23. Thêm một câu dễ nghe nữa, trong vòng ba ngày nhất định sẽ tới tay. Hắn nhưng đầu, sau giờ ngọ ánh mặt trời lười biếng chiếu lên người hắn, phát hỏa khuôn mặt ông trời tỉ mỉ tạo thành dò ấm từ từ thổi vào nơi nào đó trong đáy lòng yến tam hợp cô thốt lên tạ chi phi nam nữ phối hợp làm việc không mệt ngươi cố lên chị ấy nói gì á em dịch hong nổi tạ chi phi sớm giải xong tâm ma này vụ án trịnh gia cũng có thể bắt đầu sớm một chút hồ sơ vụ án mà cứ để mãi như thế sẽ bị bám bụi đó thì ra là nàng biết hết tạ chi phi cười từ tận đáy lòng điều này chứng tỏ cái gì chứng tỏ ta thương ngươi chứng tỏ người có thể cút đi rồi. Càng ngày càng không có quy củ. Yến Tam Hợp vừa thẹn vừa bực, quay mặt đi, không thèm liếc người này một cái. Đại thiếu phu nhân tới rồi. Chu Thành hô một câu, giải vây cho Yến Tam Hợp. Mau mời vào, tạ chi phi, ngươi đi trước đi. Có niềm vui mới, thì vứt bỏ tình yêu cũ ngay. Tạ chi phi giả vờ cả giận. Yến Tam Hợp, người mới là cạn bã. Bất ngôn, mau tới đây, tạ phong lưu này hết thuốc chữa rồi hắn thành tinh rồi. Lúc này Chu thị đi tới, nhìn thấy lão tam cũng ở đây thì cười nói. Vì chuyện của ngươi mà tới đó. Mông tạ chi phi không nhúc nhích nữa. Tẩu tẩu, tẩu có chuyện gì vậy? Chu thị không để ý tới hắn, đi tới bên người yến tam hợp, ngồi xuống. Tháng 7 hàng năm, trong phủ sẽ có hai buổi lễ, 14 tháng 7 và 15 tháng 7, sợ làm cô nương kinh hái, cố ý tới nói với cô nương một tiếng. Tháng 7 là tháng ma. Yến Tam hợp hỏi. Là vì đuổi quỷ à? Cô nương nghĩ gì thế? Chu Thị cười cười chừng mắt nhìn người nào đó. Sinh nhật Tam gia là ngày 14 tháng 7, hai buổi lễ này đều là tổ chức cho Tam gia. Yến Tam hợp cũng chừng mắt liếc người nào đó. Vì sao lại làm pháp sự cho người sống? Cô nương tuổi còn trẻ, sợ là không biết những chuyện thần thần quỷ quỷ này. Truyền thuyết nói con cái sinh ra vào 14 tháng 7 là quỷ thai. Quỷ thai, 14 tháng 7 quỷ môn mở rộng, quỷ to quỷ nhỏ đều đi ra ngoài du đáng, nghe nói đứa bé sinh vào hôm đó, rất có thể là tiểu quỷ lang thang biến thành. Chu thị thở dài. Lão gia cố ý tìm cao nhân tính rồi, tam gia mặc dù không phải quỷ thai, nhưng ngày sinh không tốt, đám tiểu quỷ kia dọa hồn phách tam gia, cần phải làm lễ mới có thể chấn trụ hồn phách. Còn cách này nữa sao? Yến tam hợp. Tìm ai tính? Chu thị. Cao tăng. Yến tam hợp. Cao tăng nào? Lúc ta gà tới, đã có quy củ này, về phần là cao tăng nào thì cũng chỉ là nghe nói thôi chứ chưa từng thấy. Chu Thị thấy nàng không tin, cười cười. dù sao sức khỏe Tam gia từ nhỏ đã không tốt, lão phu nhân nói thật tin còn hơn không? Yến Tam hợp lại liếc người này một cái. không nhìn ra sức khỏe người nó có chỗ nào không tốt, giả bộ đáng thương, lúc bắt người khác dỗ dành ghê gớm lắm mà. Tả Chi Phi lại chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình rất vô tội. đúng rồi, đến bây giờ vẫn chưa biết sinh nhật của cô nương. Chu thị. Sinh nhật cô nương là khi nào vậy? Sợ bỏ lỡ lại để cô nương tuổi thân. Dứt lời, vẻ mặt và động tác của hai người trên bàn hoàn toàn khác nhau. Một người nhíu mày, một người mắt sáng như sao. Một người vắt hết óc khổ sở suy nghĩ đối sách, một người dựng thẳng hai lỗ tai quang minh chính đại nghe lén. Yến Tam hợp hơi nâng cằm, làm ra dáng vẻ bí hiểm. Đại phu nhân, lúc ta sinh ra, hòa thượng đạo sĩ cũng phê mệnh cho ta, đời này ta không thể mừng thọ, cũng không thể nhắc tới, nhắc tới sẽ có tai họa. Chu thị, người cứ bịa đi. Tả chi phi hừ một tiếng. Tẩu tẩu, thế gian rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, tẩu tin yến cô nương chắc không sai đâu. Chu thị hơi mơ hồ. Ta thì không sao, quan trọng là phía lão phu nhân. Phía bên lão tổ tông thì chỉ cần nói y hệt lời này là được, ta cam đoan người còn tin hơn chúng ta. Tả chi phi bất động thanh sắc nhíu mày. Đúng không, Yến cô nương. Yến cô nương vừa muốn cảm kích hắn, lại muốn bóp chết hắn. chương 273, nhìn thấu. Chu Thị rời khỏi tính tư cư, đi một đoạn đường thì nhịn không được dừng bước. Xuân Đào, ngươi có cảm thấy Lão Tam và Yến cô nương hơi? Nhìn ra rồi. Xuân Đào đè giọng. Lúc Tam gia nhìn Yến cô nương trong ánh mắt có ánh sáng, Yến cô nương thì né tránh ánh mắt Tam gia, nhìn hơi không được tự nhiên. Chu thị nhìn trái nhìn ngó phải thấy không có ai, cúi đầu thở dài. Trước đó, ý của lão gia là muốn gả yến cô nương cho nhị gia. Xuân Đào kinh hãi. Vậy. Cái gì kia, Xuân Đào không dám nói ra, trong lòng Chu thị lại rất rõ ràng. Đại phòng, nhị phòng xưa nay không hợp nhau, có thể duy trì được cục diện bây giờ, đều nhờ lão gia Chu toàn ở giữa, nếu lão nhị, lão tam thật sự tranh giành yến tam hợp thì chỉ e lão gia cũng không áp chế được cuộc sống sau này sợ là không được thái bình rồi. Xuân Đào vừa nghe lời này, không khỏi thấy sầu thay Yến tam hợp. Yến cô nương bị kẹp ở giữa, thật sự rất khó xử. Ai nói không phải chứ? Chu thị nghiến răng nghiến lợi. Phu nhân một lòng muốn tìm cho lão tam một người có gia thế cao, phu nhân tuyệt đối sẽ không coi trọng gia thế của Yến cô nương, sau này lại ồn ào nữa rồi. Trong viện Chi Xuân, Ngô thị hầu hạ lão phu nhân dùng xong bữa trưa, trở lại trong viện, uống nửa chén nước ô mai, thì nghiêng người ngủ chưa trên giường trúc. Hai tiểu nha hoàn cầm mỹ nhân quyền, một trái một phải đấm chân cho bà. Lý chính ra vội vàng vén rèm đi vào, đi lên phía trước khẽ gọi. Phu nhân. Ngô thị nâng mí mắt lên thấy là nàng, phất phất tay. Các người đều đi xuống đi. Vâng, thưa phu nhân. Lý chính ra chờ hai nha hoàn rời đi, bèn cầm lấy mỹ nhân quyền trên bàn, vừa đấm, vừa thấp giọng nói. Phu nhân, tam gia dùng bữa trưa ở tính tư cư. Đêm qua trở về, cũng đến tính tư cư trước. Mô thị lạnh lẽo hừ một tiếng. Thường ngày tam gia từ bên ngoài trở về, đầu vào phòng lão phu nhân thỉnh an trước, sau lại đến chỗ phu nhân cười cười nói nói, hôm nay lại bị người đó quyến rũ qua bên kia, đến trưởng bối cũng bị ném ra sau đầu. Lý chính gia thở dài. Phu nhân à, người phải làm gì đi chứ? Làm gì chứ? Mô thị vừa nghe lời này, vừa tức, vừa hận. Ta muốn lo đó nhưng lão gia đã nói là bỏ ta kia. Phu nhân là thê tử kết tóc của lão gia đó, sao có thể vì một người từ bên ngoài tới. Nàng không nói tiếp, nhưng sự tủi thân trong lòng ngô thị đã tràn lan ra. Đâu chỉ là phu thê kết tóc. Từ lúc gà vào tạ ra, nàng hiếu thuận với bà bà, nuôi dạy con cái, sánh bước cùng lão gia từ lú khó khăn nhất, suốt con đường này dù không có công lao cũng có khổ lao. Phu nhân, lão nô còn nghe nói một chuyện nhị gia cũng thường đến tính tư cư. Thật không? Ngô thị kinh hãi ngồi dậy. Phu nhân tốt của ta ơi, sao lão nô có thể nói lung tung chuyện này được? Lý chính gia len lén đánh giá sắc mặt ngô thị. Phu nhân ngẫm lại đi, từ tiểu bùi gia, đến nhị gia, rồi đến tam gia của chúng ta. Cũng giống họ liễu kia. Ngô thị vỗ tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải đều là thứ hàng như nhau thì sao phu thê bùi thái y sao có thể gấp gáp chạy tới như vậy? lý chính gia phu nhân tiểu bùi gia thì coi như đã bị ngắn rồi người cũng phải ngăn tam gia lại đi không thể để ngài ấy bị u mê như thế được ngươi nói ngô thị bắt lấy cánh tay lý chính gia giống như bắt được cọng rơm cứu mạng ta nên làm như thế nào đây phu nhân lão nô có một chủ ý phải xem phu nhân có thể kéo mặt xuống hay không thôi tả chi phi có nằm mơ cũng không ngờ tới tâm tư hắn tự cho là đã giấu rất tốt trong đôi hoa mắt đào của mình thế mà lại bị Chu Thị nhìn thấu. Từ tỉnh Tư Cư rời đi, hắn đi thẳng đến trà phường để gặp mấy huynh đệ ở cầm y vệ đã hẹn trước. Uống trà xong lại uống rượu, chuyện cần điều tra sắp xếp xong bèn trở về tả phủ. Cũng không biết vì sao mà từ sau khi có người đến ở tỉnh Tư Cư thì hắn chẳng có tâm trạng uống trà uống rượu hay đến câu lan gì nữa. Về đến nhà, đầu tiên là đến chỗ lão Tổ Tông một chuyến, lại đi lòng vòng trong phòng mô thị, sau đó tam gia mới trở về tự viện. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, hắn nằm ở trên giường nhớ lại lời yến tam hợp dỗ dành hắn lúc ban ngày, trong lòng chợt vui vẻ. Chu Thanh vén rèm đi vào. Ra, chuyện gì thế? Phía biệt viện bên kia mời ra qua một chuyến. Ta mới từ ngoài về, lại đi ra ngoài nữa sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tả tam ra ngồi dậy, suy nghĩ một lát. Ngươi đi nói với cha ta một tiếng, nói tiểu bùi ra vì chuyện của Yến tam hợp mà chơi đùa hơi quá chén, ta đi khuyên ngủ rồi vâng chu thành rời khỏi viện thế an không cần hỏi thăm cũng biết lão gia chắc chắn là nghỉ ở viện mộc hương rồi đến viện mộc hương chu thành gõ cửa vài cái mới có bà vũ gia mở cửa thấy là người ở chỗ tam gia bà vũ không dám nói gì chỉ khách khí hỏi một câu là tìm lão gia sao tam gia bảo ta qua đây truyền lời cho lão gia bà vũ nghe xong thì đóng cửa lại lập tức truyền lời cho nha hoàn gác đêm bên ngoài nha hoàn đi tới cạnh cửa nghe thấy động tĩnh bên trong không có gì khác thường mới dám gõ cửa trả lời tả đạo chi nghe xong tức đến bật cười tên nhóc kia cũng là vô tư lắm đến chuyện hôn nhân đại sự lớn như thế cũng dám đi một mình trai lớn dựng vợ gái lớn gà chồng đã thích rồi thì làm gì được liễu di nương nhẹ giọng nói hơn nữa tương mạo nhân phẩm của yến cô nương như thế thì ai mà không thích tả đạo chi kinh ngạc nàng cũng cảm thấy cô nương ấy tốt ư Thiếp mặc dù chưa gặp Yến cô nương mấy lần, chỉ vì nàng cứu Uyển Xu nên mới khen một tiếng tốt. Tả Đạo Chi nghe rất hài lòng. Có người giống như củ cải, phía trên cành lá sung xuê, phía dưới rễ cây không mọc, rõ ràng là trống rỗng. Lão gia nói lời này, xem ra Yến cô nương kia hẳn là thực tâm, thực tâm hay không thực tâm thì phải xem có nhìn ra được hay không đã. Tả Đạo Chi cảm thán, Bùi gia cũng có khó khăn của Bùi gia, có một số việc một câu hai câu nói không rõ ràng được, chỉ xem có duyên phận hay không thôi. Vậy lão ra coi giúp xem lão nhị có duyên phận với Yến cô nương hay không. Tạ đạo nhất kinh ngạc, cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực. Nữ nhân không che không giấu. Bùi ra chê nhưng thiếp không chê, có người như thế làm thê tử của của lão nhị, nói thế nào cũng tủi thân cho cô nương nhà người ta. Nàng nghĩ thế ư, Tả tạ đạo chi càng kinh hãi. Không phải ta nghĩ như vậy, mà ta tin ánh mắt của lão ra. Liễu Di Nương úp mặt vào ngực trưởng phu. Thiếp là nữ nhân nội trạch, không hiểu biết nhiều, thiếp chỉ biết một chút, lão gia nói nàng thực tâm thì người này không thể tệ được. Đây mới là dáng vẻ mà nữ nhân của tả đạo chi nên có, nghe hắn, tin hắn, ủng hộ hắn, chưa không phải cả ngày làm trái ý hắn. Còn nữa, thiếp còn có một chút tư tâm, thiếp không muốn làm cho lão gia khó xử. Ý nàng là sao, theo lý mà nói, lão nhì đã sớm đến tuổi bàn chuyện hôn sự, nhưng lão gia mãi không lên tiếng, nói cho cùng là sợ lão nhị tuổi thân. Nàng Tạ Đạo Chi hít sâu một hơi. Nàng nhìn ra rồi à? Nếu không nhìn ra, sao ta có thể không quan tâm đến hôn sự của lão nhị theo lão gia được chứ? Vẫn là nàng hiểu ta. Tạ Đạo Chi thở dài. Trong chuyện đọc sách ta đã khiến nó chịu ấm ức rồi, nên chuyện hôn nhân đại sự ta chỉ muốn cưới một người tốt cho nó. Nhưng một thứ tử muốn cưới người tốt thì không hề dễ dàng. Huống chi nếu tốt quá, thì sợ lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý. Vậy tốt thế nào, xấu ra sao? Phu thê hai người sống qua ngày, chỉ cần một lòng, thì chẳng có gì quan trọng hơn nữa. Lời này, lại nói chúng tim tạ đạo chi, lòng chiều mến của hắn dâng lên, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nữ nhân. Lão gia nếu thật sự muốn tính toán cho lão nhị, thì chẳng cần cao môn đại hộ gì, vì lão nhị không áp chế được. Liễu di nương chống đỡ nửa người? Chỉ cần một cô nương thông minh thực tế, có tri thức hiểu lễ nghĩa, bổn phận là được. Việc này không vội, để ta suy nghĩ đã. Tả Đạo Chi nhìn đôi mắt sáng của nữ nhân, rồi chờ mình đặt người ở dưới thân. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 274, Nghiêm Hỉ. Biệt viện. Đèn đuốc sáng trưng. Lúc Tả Chi Phi chạy tới, thì trong phòng ngoại trừ hai người quen thuộc, còn có một người đang quỳ. Người quỳ kia tạ chi phi thực ra cũng biết. Chính là thái giám bên người thái tôn, nghiêm hỷ. Nghiêm hỷ năm nay 18 tuổi, 8 tuổi đến hầu hạ thái tôn, vòn vẹn có 10 năm đã trở thành tâm phúc đứng đầu của thái tôn. Sao thế, nghiêm công công ăn vụng thứ gì tốt, bị người ta bắt được rồi hả? Tạ chi phi và nghiêm hỷ có quan hệ không tồi, thấy hắn quỳ, bèn nói tốt cho hắn. Nào biết lời này vừa nói xong, ánh mắt bùi minh đình đã giống như dao nhỏ nhìn qua tả chi phi nghĩ thái tôn hơn nửa đêm gọi hắn tới đây thoáng suy nghĩ một chút chỉ về hướng trong cung dùng ánh mắt hỏi là bởi vì vị trong kia bùi minh đình khẽ gật đầu trách không được nghiêm hỷ có thể tới chỗ hoài nhân hầu hạ đều là nhờ vào cha nuôi nghiêm như hiền có thể nói như vậy nghiêm như hiền một tay dạy dỗ ra một nhân vật khéo léo như nghiêm hỷ. mà nghiêm hỷ nếu như không có chỗ dựa vững chắc nghiêm như hiền này thì không thể nào được Thái Tôn coi trọng được. Hôm nay lục thời buộc tội nghiêm như hiền, địa vị của nghiêm như hiền tràn ngập nguy cơ, nghiêm hỉ nghĩ đến tình cảm ngày xưa, hơn phân nửa là muốn tới cầu xin Thái Tôn, nói giúp cho cha nuôi hắn. Dù sao hai cha con này vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Tạ Chi Phi ngồi xuống bên cạnh triệu diệt thời. Hoài nhân, mấy ngày ta bị thương, sao ngươi không đến thăm ta? hải ta ngày ngóng đêm mong triệu diệt thời nghiêm công công người mau đứng lên giúp tam gia cởi xiêm y ra để chủ tử ngươi nhìn kỹ vết thương trên người tam gia nào tạ chi phi tủi thân hoài nhân đau quá tam gia làm nũng ngay cả yến tam hợp còn chịu không nổi huống chi triệu diệt thời hắn quay đầu lạnh lùng liếc nghiêm hỉ một cái Nề tình tam gia cút đi sau này còn dám cầu xin thì tự đi nhận 50 gậy đi. Đa tả điện hạ, đa tả tam gia. Nghiêm hỉ cảm kích nhìn tam gia, nhanh nhẹn cút đi. Ta đã nói mà, phải là ngũ thập tới cơ. Bùi minh đình hiếm khi nịnh nọt. Cái miệng của ngũ thập chúng ta, không chỉ bôi mật mà còn được khai quang. Khai quang? Người coi ta là hòa thượng chắc. Tạ chi phi ngó lơ người này. Hoài nhân, việc của lão thái giám sao rồi? Triệu diệt thời. Lấy cái chết chứng minh sự trong sạch. Tạ chi phi cả kinh. Chết rồi sao? Phát hiện sớm nên đã cứu được rồi. Triệu diệt thời cười gần. Hắn quỳ trước mặt bệ hạ khóc đến trời long đất lở, cởi hẳn thân dưới ra rồi thề có trời đất chứng giám. Một thái giám tham lam tiền tài lộng quyền thì không sợ, nhưng dám động đến hậu cung, làm mất thể diện hoàng gia thì đó là việc quá nghiêm trọng. Tạ Chi Phi thở dài. Đây là bị ép đến sốt ruột rồi. Tiểu Bùi ra xen vào. Trong cung bắt đầu điều tra chưa? Triệu Diệc thời. Với tính tình của bệ hạ thì có thể không điều tra sao? Tạ Chi Phi. Tra được gì chưa? Triệu Diệc thời. Tạm thời vẫn chưa. Tạ Chi Phi chống cằm. Nhưng lão ngự sử dám cáo trạng, thì hẳn là có bằng chứng xác thực, hắn nói thế nào? Triệu diệt thời khẽ cau mày. Lão ngự sử đổ bệnh, đầu tiên là cho người dâm lên bằng chứng lộng quyền tham ô, bằng chứng dâm loạn hậu cung chưa tìm thấy, còn nói cơm phải ăn từng miếng, việc phải tra từng chuyện. Chứng cứ lộng quyền tham ô có xác thực không? Bùi Minh Đình hỏi. Ngự sử đài, đồ sát viện, hình bộ đều đang điều tra, nhưng không có nhanh như vậy được ánh mắt triệu diệt thời lạnh lùng. Bệ hạ vì chuyện này đã 5 ngày năm đêm nghỉ ở ngự thư phòng, hậu cung, tiền triều ai ai cũng sợ hãi. Thật sự ai ai cũng sợ hãi sao? Nếu xác định được tội danh dâm loạn, đây là trọng tội chu di cửu tộc. Tạ chi phi cau mày. Một người lấy cái chết chứng minh trong sạch, một người dân sớ luận tội, trong hai người nhất định có một kẻ nói dối. Chắc chắn là nghiêm công công. Tiểu bùi gia thầm nói. Tiểu gia ta chẳng cần phải động não đã biết rồi. Lão già lục thời mấy chục năm qua chưa từng phạm sai lầm, có câu nói gì nhỉ, không có lửa thì sao có khói. Hoàng thúc tốt của ta sáng sớm nay đã rời kinh thành về đất phong rồi. Lời nói không đầu không cuối, nhưng tam gia và tiểu bùi gia đều hiểu rõ. Hán vương đánh hơi thấy thành tứ cửu có gì đó không ổn, sợ liên lụy đến bản thân nên nhanh chóng đánh bài chuồn điều này chứng tỏ vụ việc của lão thái giám nghiêm như hiền thực sự rất lớn triệu diệt thời như có một tảng đá lớn chặn ngang ngực chỉ sợ sắp tới cho dù là trên triều hay hậu cung cũng không được bình yên nữa rồi tạ chi phi nghĩ đến vụ án đường kỳ lệnh thì chợt nghĩ đúng rồi hoài nhân ngày đó tại giáo phường ti ta nghe thấy vài lời đồn đại về nghiêm như hiền không biết là thật hay giả triệu diệt thời đang định uống trà để giải tỏa áp lực nghe hắn nói thế thì khựng lại có vài tên thư sinh nói nghiêm như hiền còn động tay chân trong khoa thi xuân cái gì lúc này triệu diệt thời hoàn toàn choáng váng bùi tiếu y tứ liếc tạ chi phi khi đó chúng ta còn kinh ngạc hơn cả người muốn căng tay ra nghe cho rõ nhưng đáng tiếc tên thư sinh kia lại bị người ta bịt miệng mất rồi Tạ Chi Phi. Ta thật không dám tin, Khoa Thi Xuân được bệ hạ, nội các và lễ bộ hết sức coi trọng, một thái giám như hắn thì sao dám can thiệp được. Bùi Tiếu cười lạnh. Hắn dám dâm loạn hậu cung, động tay vào Khoa Thi Xuân có tính là gì? Triệu diệt thời ngồi không yên, đứng dậy mở cửa sổ. Trời sắp vào thu, những cơn gió mùa hạ thổi vào mặt mát rượi, cuốn bay bầu không khí ngột ngạt trong thư phòng. Nếu đúng là vậy, mọi chuyện sẽ rất tệ. Hắn nhìn màn đêm khẽ nói. Tam gia và tiểu bùi gia biết chuyện không tốt ở điểm nào. Khoa thi xuân ba năm tổ chức một lần, không biết nghiêm như hiền đã động tay vào kỳ thi nào, trong khi thái tử từng làm quan chủ khảo một lần. Năm Nguyên Phong thứ 23, cũng xảy ra một vụ gian lận trong khoa thi xuân, quan chủ khảo khi đó là đường kỳ lệnh. Triệu diệt thời trầm giọng. Nghe nói cũng cấu kết với thái giám cả trong lẫn ngoài cung. Tạ chi phi liếc bùi tiếu. Hoài nhân, người có thể kể cho ta nghe chi tiết vụ án gian lận đó không? Triệu diệt thời quay người, bất lực nói. Ta chỉ biết có vậy. Tiểu bùi ra hy vọng hắn có thể tiết lộ thêm vài câu. Người chưa từng xem hồ sơ vụ án ư? Triệu diệt thời lắc đầu. Vụ việc liên quan đến tiền thái tử quá nhạy cảm, Nghe nói vụ án này và vụ án dùng vu thuật của tiền thái tử đều bị niêm phong lại, bất kể là ai cũng không được phép truy cứu. Tiêu rồi. Ta nổ quá rồi. Việc này hai người nghe xong thì cứ quên luôn đi, không bao giờ được nhắc lại nữa. Triệu diệt thời duỗi một ngón tay thon dài chỉ vào trong cung. Đó là cái vảy ngược của vị kia, không được nhắc, ai nhắc đến sẽ chết. Ai ra, ai dám nhắc đến hả? Bùi Tiếu sợ đến mức chống ngực đập dồn dập, nhanh chóng đổi giọng. Được rồi, được rồi, đừng nói những chuyện vô căn cứ này nữa. Đúng rồi, Hoài Nhân, Hoa Khôi ngày đó người giành được hay không thế? Giành được rồi. Tiểu Bùi ra. Vậy mau nói xem, mùi vị Hoa Khôi thế nào? mươi 275, Trèo Tường. Chỉ đàm luận thơ từ ca phú, không có gì khác. Người thật lãng phí của trời mặt tiểu bùi gia chê bỏ ta thật xấu hổ thay cho ngươi ngươi xấu hổ thay cho ta triệu diệt thời liếc nhìn tạ chi phi tiểu bùi gia là ai giấu hai vị trưởng bối chạy đến tả gia cầu thân hà bỏ đá xuống giếng là việc tam gia thích nhất hoài nhân ngươi nói thiếu rồi hắn còn dẫn theo bà mối vương nữa triệu diệt thời thế việc này không xấu hổ à tạ chi phi sờ sờ mũi hắn không nhưng ta xấu mặt tiểu bùi ra triệu diệt thời đúng rồi ngũ thập yến cô nương người ta bảo sao tạ chi phi yến cô ương nói mời trưởng bối trong phủ dẫn theo bà mối tìm ngày hoàng đạo mang theo bái thiếp đến triệu diệt thời nói tiếng người tạ chi phi theo tiếng người thì là cút đừng đến hại ta đau lòng quá bùi tiếu trong lòng hờ một tiếng tạ ngũ thập làm người phải tử tế miệng phải tích đức cẩn thận ngươi gặp quả báo đấy tạ chi phi ngây ra nương nó bùi tiếu vừa chiếm được ưu thế đã đắc ý ngươi chửi cha nó cũng vô ích tạ chi phi đá hắn một cước họ bùi kia ngươi là cục đá trong hố xí vừa thối vừa cứng bùi tiếu lanh lẹ đáp trả họ tạ kia ngươi còn không bằng cục đá trong hố xí tạ tuy thối nhưng cứng ngươi có cứng nổi không Tạ Chi Phi đần ra một lúc mới nhận ra tên nhóc này đang chọc ngoáy đến tôn nghiêm nam nhân của mình. Có thể nhỉ không? Nhịn mới lạ á. Tạ Chi Phi vừa sắn tay áo vừa hét. Hoài nhân, người tránh ra, nắm đấm không có mắt, cẩn thận ngộ thương đồng đội. Tiểu bùi ra vươn tay về phía triệu diệt thời. Hoài nhân, cứu ta, con chó dại kia sắp cắn người, ta mới là đồng đội của ngươi. Khóe miệng vốn im lặng suốt đêm của triệu hoài nhân cuối cùng hoàn toàn nhếch lên. Vào lúc hắn không để ý, khóe miệng tam gia và tiểu bùi ra lại trầm xuống. Hai người lén trao đổi ánh mắt, ai cũng đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Trong tĩnh tư cư, Lý bất ngôn chậm chậm bóp cái chân bị thương của Yến Tam Hợp. Cảm thấy sao rồi? Vẫn đau, đấy là phản ứng bình thường, sau này hàng ngày ta đều xoa bóp cho người, đảm bảo không tới nửa tháng sẽ chạy nhảy như thường. Lý bất ngôn khịt mũi. Thuốc trị tan vết bầm của thẩm thái y quả nhiên tốt thật, đã mấy ngày rồi mà mùi thuốc vẫn còn nồng. Ngừng đầu lên, phát hiện hai mắt yến tam hợp trống rỗng, hồn phách đã bay đi đâu mất tiêu. Có thể bay đi đâu nữa? Phần lớn là đang nghĩ tới chuyện tĩnh trần. Lý bất ngôn nhẹ nhàng đặt chân bị thương của nàng xuống, đứng dậy tắt nín, vừa định nằm xuống giường trúc, thì chợt biến sắc, lao nhanh tới cửa sổ, đẩy toang cánh cửa ra hét lớn. Ai? Bốn mắt nhìn nhau. Ai đó cười khô khốc. Ta, có việc, tiểu thư, ngoài cửa sổ có hái hoa tạc nói có chuyện. Lý bất ngôn thắp nến. Có cho vào hay không? Không cho. Tạ chi phi đi đến cửa sổ. Nói mấy câu thôi mà. Giọng điệu nghe có vẻ rất tủi thân. Yến tam hợp ngồi dậy. Bát ngôn, rót cho tam gia ít nước ấm. Cũng có nghĩa là mời hắn vào. Tạ chi phi nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ vào, ngồi ngoài bình phong, không đợi Lý Bất Ngôn mang nước đến, nhỏ giọng mở miệng. Ta vừa nghe được một tin tức, hồ sơ vụ án gian lận Nam Nguyên Phong thứ 23 đã bị đóng lại. Chẳng trách nửa đêm nửa hôm hắn lại trèo tường vào. Tam gia to mồm vậy có sớm quá không? Có. Yến Tam Hợp giật mình. Thật ra nàng là cố tình thôi. Muốn khích hắn một chút, không ngờ hắn lại bình tĩnh nói một tiếng. Có. Chẳng khác nào đấm vào bịch bông, chẳng nhầm nhỏ gì. Còn có một tin khác. Tạ Chi Phi nhận lấy nước từ tay Lý Bất Ngôn uống một ngụm, cổ họng ngượn hơn. Nghe nói hắn cũng cấu kết với thái giám trong lẫn ngoài cung. Cũng, Yến tâm Hợp nhạy bén hỏi. Ngoài đường kỳ lệnh ra, những người gian lận khác trong khoa thi xuân có bị vạch trần không? Tạ Chi Phi nói một câu. Cũng, là cố tình muốn nàng đặt tiếp câu hỏi để thuận thế nói ra chuyện của nghiêm như hiền. Yến Tam Hợp nghe xong, không ngồi yên nữa. Bất ngôn, bế ta ra ngoài bình phong. Lý bất ngôn bế nàng ra ngoài. Yến Tam Hợp ngồi vững vàng, nhìn vào mắt tạ chi phi. Chuyện của nghiêm như hiền, có bao nhiêu phần là thật, bao phần là giả. Nàng mặc áo mỏng, tóc đen xóa ngang tay, khí chất không còn lạnh lùng nữa mà trở nên ấm áp dịu dàng. Tạ chi phi muốn rời mắt đi, nhưng có chút không nỡ, nói. Thật giả thì không rõ, nhưng không có lửa làm sao có khói, việc này trong lòng nàng tự có tính toán. Yến Tam hợp mấy ngày nay dưỡng thương trong tĩnh tư cư, cách một bức tường, hai cõi trời đất, chuyện bên ngoài ra sao nàng còn không biết, nói chi liên quan đến chuyện thái giám trong cung. Lúc này, nàng mới thật sự nhận ra được hai người Tạ Chi Phi và Bùi Minh Đình quan trọng như thế nào đối với chuyện hóa niệm giải ma của nàng. Tâm ma của Quý lão thái thái nếu không nhờ hai người bọn họ bỏ người bỏ sức ra trợ giúp thì nàng không thể giải nhanh đến thế. Tâm ma của Tĩnh Trần cũng vậy. Địa vị cao thấp quyết định tầm mắt cao thấp, nàng là một cô nhi, có thể cải nam trang vào giáo phường ti, nhưng dù thế nào cũng không thể tra ra được sâu xa trong đó. Tam gia, nàng khẽ mỉm cười. Có một danh hiệu ta muốn tặng cho ngươi. Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà cháy bỏng. Là gì? Yến Tam Hợp mím môi nói. Tạ tốt bụng, một tin tức thôi mà đã biến tạ phong lưu thành tạ tốt bụng rồi hả? Hắn cố ý nắm chặt tay phải thành quyền, ho nhẹ một tiếng. Yến cô nương, làm người không nên thực tế quá. Yến Tam Hợp sừng sốt. Sao bây giờ đến khen cũng không được? Tạ tốt bụng đắc ý cười nói. Được rồi, nhiệm vụ của hái hoa tạc đã hoàn thành, về nghỉ ngơi đây. Yến Tam Hợp nghiến răng nghiến lợi. Đợi đã gì thế hắn nhướng mày còn có kiểu hoa không nỡ rời hái hoa tạc sao yến tam hợp bên cạnh lý bất ngôn thở dài cam chịu hai hoa dù có gai nhưng kẻ trộm hoa lại là người thông minh kẻ trộm hoa giấu hết mọi cảm xúc dưới khuôn mặt tuấn tú tươi cười nói đi còn chuyện gì nữa truyền lời giúp ta đến tiểu bùi gia yến tam hợp Ừ hữu giữa nam nữ tình yêu ngắn ngủi tình bạn dài lâu Yên tâm, nhất định sẽ chuyển lời. Tên trộm hoa cười đến ngoác cả mang tay, vẫy tay với Yến Tam Hợp, nhẹ nhàng xoay người nhảy ra cửa sổ, xong lại thò đầu vào. Có thể làm phiền lý đại hiệp mở cửa ra giúp ta được không? Tam gia tốt bụng đã làm đến mức này rồi, tất nhiên là phải được rồi. Lý bất ngôn nhảy qua cửa sổ, đợi tam gia đi rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, sắc mặt tạ chi phi đã trầm xuống, nào còn thấy sự cười cợt, chỉ còn lại nghiêm túc. Chu Thanh bước ra từ chỗ tối. Ra, thông báo cho tất cả mọi người, không được nghe ngóng vụ án đường kỳ lệnh nữa. Phía cầm y vệ người đích thân đi nói chuyện, nói rằng tam gia sợ làm hỏng tiền đồ của bọn họ, nên không điều tra chuyện này nữa. Vâng. Tạ Chi Phi quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng, ánh mắt dần tối sầm lại. Hy vọng nha đầu này có thể hiểu được vì sao tên hái hoa tặc hắn phải trèo từng hái hoa lúc nửa đêm. chương 276, ngộ Gia Yến Tam Hợp đã ngộ ra. Là bởi vì ngộ ra, nên lúc nàng nằm ở trên giường giống như nằm ở trên trào dầu vậy, vô cùng khó chịu. Vụ án đã bị đóng lại, có thể thấy sự việc không hề nhỏ. Tạ Chi Phi đang đêm hôm chạy tới, không chỉ nói cho nàng rằng không thể lấy được hồ sơ vụ án, mà còn ngầm nói rằng vụ án của tính Trần Hắn không thể giúp được gì nhiều cho nàng nữa. Vì hắn họ tả, Lý Bất Ngôn đương nhiên vẫn chưa nhận ra. Nàng nhìn Yến Tam Hợp tuy ngồi yên nhưng hơi thở đã hỗn loạn, hỏi. Tả đạo chi chẳng phải là trúng cử mà được làm quan sao? Đi hỏi ông ta xem, có lẽ ông ta biết gì đó. Không được, sao không được? Yến Tam Hợp nhìn trời đêm, im lặng một lát rồi nói nếu có thể hỏi tả đạo chi thì tam gia đã sớm hỏi rồi lý do không hỏi một là không muốn tả ra nhúng tay vào hai là việc này không thể đưa ra ánh sáng đường kỳ lệnh là thầy của tiền thái tử tiền thái tử vì vụ án vô thuật mà rất đài hiện tại người được lợi nhiều nhất trong vụ án vô thuật này chính là bệ hạ chuyện này một khi đưa ra ánh sáng kinh động lên phía trên hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi lý bất ngôn chỉ thấy đau đầu không được đưa ra, vậy vụ án kia phải điều tra thế nào? Tâm ma của tĩnh Trần dù sao cũng không thể tách khỏi vụ án gian lận được. Đúng thế. Yến Tam Hợp chậm rãi nghiêng người, trong đêm tối, đôi mắt cô sáng lạ thường. Từ ngày mai, người hãy lân la đến các quán rượu, hàng trà nghe ngóng. Vụ án gian lận trong khoa thi xuân do nghiêm như hiền nhúng tay nhất định sẽ được lôi ra so sánh với vụ án cũ của đường kỳ lệnh, có lẽ sẽ nghe được chút gì đó. Đây là một cách hay đánh từ ngoài đánh vào. Đi đến nơi có nhiều văn nhân và thư sinh, bọn họ hay để ý những việc này. Ta biết rồi. Yến tam hợp di chuyển cái chân bị thương. Bất ngôn, người giúp ta xoa bóp cái chân này ngày hai lần, ta phải nhanh chóng khỏe lại, không thể làm phiền bọn tam gia mãi được. Vì sao, tên đó lại chẳng mong ngươi làm phiền hắn quá ấy chứ? Đây vốn dĩ là việc của ta. Yến tam hợp ngước mắt nhìn Lý Bất ngôn. Giúp nhiều quá, ta cảm thấy không dám ngẩng đầu lên trước mặt hắn nữa lý bất ngôn mỉm cười đứng dậy đi đến bên giường yến tam hợp lấy dưới gối ra một chiếc khăn tay nhét vào tay nàng ngủ đi đừng nghĩ nữa xe đến trước núi ắt có đường sáng sớm mai ta sẽ ra ngoài nghe ngóng bất ngôn yến tam hợp nhận khăn tay đột nhiên nhỏ giọng ta phủ nãy chúng ta không thể ở lâu được người sốt ruột đâu chỉ có một mình yến tam hợp tạ chi phi nằm trên giường ngửa không phải mà nghiêng cũng chẳng đúng trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng triệu hoài nhân nói vụ án đã đóng lại hắn biết việc lớn không ổn bèn kiếm cớ chạy nhanh về tạ phù nếu là trước đó hắn và minh đình sẽ nghỉ lại một đêm trong biệt viện mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi bất lợi ở chỗ hồ sơ vụ án bị đóng bất lợi ở thân phận nhạy cảm của đường kỳ lệnh vì vậy hắn mới nói hết chuyện không giấu diêm yến tam hợp điều gì. Người khác nhau, làm những việc khác nhau. Những năm qua, hắn đã tận mắt chứng kiến hành vi của phụ thân trong chốn quan trường, hiểu được những việc có lợi cho tạ gia, làm, việc bất lợi cho tạ gia, bỏ. Đường kỳ lệnh là người của tiên thái tử, phụ thân hiện là trọng thần của bệ hạ. Nếu hắn không biết trời cao đất dày, kiên quyết điều tra vụ án đường kỳ lệnh, hậu quả ra sao thật không dám tưởng tượng được. Vì vậy, việc khác hắn có thể giúp, dù cho có làm loạn giáo phường ti đến trời long đất lở, phụ thân và triệu diệt thần cũng sẽ chống lưng cho hắn. Duy nhất việc này, hắn và Bùi Minh Đình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lòng không yên. Ra, tiểu bùi ra đến. Muộn thế này rồi. Còn chưa kịp nói xong, tiểu bùi ra đã như một cơn lốc lao đến, hất chân, tuột giày, nằm trên giường hắn, thẳng đốn ra tạ chi phi ngồi dậy, nhìn hắn. Tổ tông, làm sao vậy? Không buông được. Tổ tông gác tay ra sau gáy, mắt nhìn trần nhà. Nàng ở kinh thành có xuất thân gì? Chỉ có một mình lý bất ngôn đi theo, hay là một kẻ đường đột không có đầu óc? Giải tâm ma của tĩnh trần là vì tứ cứu mẫu, người ta có tình có nghĩa giúp chúng ta, chúng ta lại buông tay ngó lơ vào lúc quan trọng, có phải là vô tình vô nghĩa lắm không? Tiểu bùi ra ngồi bật dậy. Hơn nữa, quý gia cũng là do nàng cứu, cho nên, ngươi muốn. Tạ chi phi cố ý chậm dề dề không nói hết câu. Tiểu bùi gia tức mình nói tiếp. Vẫn là phải giúp một chút, không giúp ngoài sáng thì cũng phải giúp trong tối. Tạ chi phi ngửa người ra sau, tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu bùi gia, ánh mắt này hàm chứa ý cười, hơi nóng bỏng, hơi thưởng thức, cũng hơi dịu dàng. Người này luôn như vậy, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng lòng dạ cực kỳ mềm. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tiểu bùi ra bị hắn nhìn đến điên tiết. Lão tử không làm đoạn tụ, nhìn nữa ngươi cũng không được. Bà đồng bảo ta nhắn với ngươi. Tạ chi phi trả lời một đằng. Nàng nói, giữa nam nữ, tình yêu ngắn nhất, tình bàn dài nhất. Hết rồi ư, hết rồi. Tiểu bùi ra ngồi yên một lúc lâu, khẽ ho một cái, rất lâu mới dặn ra một câu từ xa xỉ đến tiết kiệm khó lắm tạ chi phi cười khẽ một tiếng ngươi đối xử với nàng như vậy không uổng công nàng gọi ngươi một tiếng bùi minh đình tiểu bùi gia bây giờ rồi mà nàng vẫn gọi cả tên lẫn họ của ta tạ chi phi nhắc chân đá hắn một cái chúc mừng tiểu bùi gia trở thành bạn thân của bà đồng sớm hơn ta một bước sau này ở trước mặt bà đồng làm phiền giúp ta nói tốt cho ta vài câu tiểu bùi gia chợt thấy đắc ý sau lại nghĩ có gì không đúng nhấc chân đá lại y. Ta nói chính sự với người, người lại nói với ta những chuyện này. Đây là chính sự đó. Tạ Chi Phi thua cười. Nếu hai người đã là bạn bè, nên giúp đỡ lẫn nhau, tiểu bùi gia nói rất đúng, chúng ta âm thầm giúp đỡ, không cần quá ồn ào. Tiểu bùi gia hăng hái. Nói, làm sao để âm thầm giúp nàng? Tạ Chi Phi. Thêm dầu vào lửa. Hai hàng lông mày tiểu bùi gia nhíu lại tối nay tiểu bùi gia chỉ mang người đến không đưa náo theo tạ chi phi không cần đầu óc chuyện đơn giản này chỉ cần tìm mấy đứa con nít ồn ào nói nghiêm như hiền nhúng tay vào khoa thi xuân thôi đầu óc tiểu bùi gia vẫn không đuổi kịp sau đó thì sao sau đó à tạ chi phi nhìn ra ngoài cửa sổ có thể từ vụ án này nói tới án kia sau đó chúng ta rảnh rỗi sẽ đến tửu phương uống rượu trà quán uống trà thuận đường nghe ngóng một chút tin tức hay quá. Tiểu bùi ra vỗ đùi. Chiêu này sao ta không nghĩ tới? Đầu óc ngươi mọc thế nào vậy? Chỉ nhẹ nhàng thôi đã nghĩ ra một chiêu hay ho. Nhẹ nhàng. Tam gia ta từ biệt viện bước ra, đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ rồi. Từ thế ung dung đó toàn là giả bộ mà thôi. Ngày mai chúng ta bắt đầu chia nhau hành động. Nghe lời ngươi. Tiểu bùi ra vừa thả lòng thì cơn buồn ngủ chợt kéo tới. Hắn ngáp một cái thật dài, nước mắt lưng chồng nói gọi lý đại hiệp đi người này làm gì không được nhưng hỏi thăm tin tức thì đứng đầu không cần kêu chiều này hắn có thể nghĩ đến nhà đầu kia chắc chắn cũng đã nghĩ đến rồi lý bất môn ngày mai chắc chắn sẽ không ở trong phù tạ chi phi ném một cái gối xuống chân tiểu bùi ra nhận lấy lại ngáp một cái xong nhẹ giọng nói ngũ thập nàng nói vậy có phải ám chỉ ta sẽ phải vật lộn với tình yêu một lần nữa không thí chủ à biển khổ vô biên quay đầu là bờ, a di đà Phật. Tạ ngũ thập, ngươi cút đi cho ông. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 277, đề thi. Lập thu vừa qua, cả tạ phủ đã không tìm thấy tam gia đâu. Nếu là năm trước, tạ đạo chi 89 phần 10 sẽ cho lão đại đi bắt người về. Tiểu nhi tử hồn phách không ổn, tháng 7 lại là tháng cô hồn, chỉ sợ hắn đụng phải thứ gì không sạch sẽ bên ngoài. Nhưng năm nay tạ đạo chi lại chẳng thèm thả cây rắm. Thứ nhất trong nhà có một bà đồng có thể giao tiếp với ma quỷ, thứ hai hắn cũng muốn làm ra vẻ cho người đời xem. Ngoại trừ tam gia, còn có một người thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, đó là Lý Bất Môn. Chuyện đề cử, rể ngoan xuống núi tu thành chính quả, rể ngoan giá đáo. Lý Đại Hiệp lúc trời còn chưa sáng đã trèo tường đi ra ngoài, đến tối lại trèo tường trở về lại. Tạ Tổng Quản bắt gặp vài lần, lại nhớ đến việc người này từng dùng kiếm uy hiếp hắn, nên lúc bắt được Tam Gia ở nhà thì vui vẻ chạy tới mách lèo. Tam Gia nghe xong, liếc hắn rồi ném xuống một câu. Tạ Tiểu Hoa, hố phân trên trang viên đang cách người rất gần rồi đấy. Sau đó ngay ngang rời đi. Tạ Tổng Quản rút kinh nghiệm xương máu ròng rã sau một đêm, thầm nghĩ trèo tường thì có gì, dù có giết người phóng hỏa ông đây cũng coi nhưng không nhìn thấy. Tạ Tiểu Hoa nào biết, Lý Đại Hiệp trèo tường ra ngoài là để tiết kiệm thời gian. Trèo tường trở về là vì mỗi ngày ở quán trà uống nhiều trà quá, nhịn tiểu đến mức chẳng kịp đi đường chính. Mấy ngày đầu, Lý Bất Ngôn không thu hoạch được gì. Bảy ngày sau, nàng mới nghe được một chút gì đó từ các thư sinh tụ tập trong quán trà. Tiền đế 23 năm trước mở khoa thi mùa xuân, có một thương nhân họ tần trao hàng đề thi mùa xuân cho các thư sinh bán một phần 500 lượng bạc. Tất cả mọi người cho rằng người này là tên lừa đảo, muốn thừa dịp khoa thi mùa xuân lừa gạt một khoản, nhưng có thư sinh trong nhà có tiền cũng ôm ý nghĩ ăn may mua lại. Kết quả đó thật đúng là đề thi của khoa thi mùa xuân. Các học sinh treo tóc trên xà nhà, rùi nhọn cắm cổ, khổ học hàn xương mười mấy năm, chỉ vì chút tiền đồ mà liều mạng. Cắt tiền đồ chẳng khác gì giết phụ mẫu các học sinh nóng giận chạy tới chỗ lễ bộ đại náo. Chuyện này kinh động đến tiên đế. Tiên đế ra lệnh cho Tam Ti điều ra rõ ràng. Cuối cùng điều tra ra đường kỳ lệnh. Yến Tam Hợp. Vậy đề thi tiết lộ như thế nào? Lý bắt ngôn lắc đầu. Ý nói mình chỉ nghe được những thứ này. Những thứ này đã rất tốt rồi. Ít nhất thì chuyện này cũng đủ nhận án tử. Còn bên trong có khúc mắc gì người bình thường chắc chắn là không biết. Đúng rồi, Tam Hợp, đường kỳ lệnh này cũng không phải là thứ tốt lành gì. Ý là sao? Nói hắn khoác một tấm da của nhà đại nho học, sau lưng làm chút chuyện nan đạo nữ sướng, còn thích nhất bao nuôi con hát. Lý bất ngôn cắn môi dưới. Còn nói, hắn không tái hôn là vì thích nữ nhi ruột của mình, không nỡ cho nàng lập gia đình. Cái gì? Yến tam hợp kinh hãi. Điều này. Điều này sao có thể? Ta cũng là nghe bọn họ nói thôi, Đường đại tiểu thư 19 tuổi vẫn còn ở mãi trong nhà là vì vì nguyên nhân này. Yến Tam Hợp trợn mắt há hốc mồm. Là bịa đặt, hay là không có lửa thì sao có khói? Nếu như là cái trước thì còn đỡ, nếu là vế sau thì Yến Tam Hợp quả thực không thể tưởng tượng nổi nữa, chỉ vào chân mình, nói. Vừa rồi Thẩm Thái Y thay thuốc đã nói, 7 ngày nữa ta có thể ra ngoài rồi. Chẳng thể ngồi yên được nữa một ngày cũng ngồi không yên. Nàng chắc chắn phải tự mình đi điều tra chuyện tĩnh trần này với đường ra phía sau nàng. Đúng rồi, có chuyện quên nói với ngươi, mấy ngày nay ở trà phường, ta hay gặp được tiểu bùi gia và hoàng kỳ. Một chủ một tớ thành thơi uống trà, thỉnh thoảng còn trêu chọc nàng vài câu. Lý bất ngôn cảm thán. Khó trách ai cũng muốn thi khoa cử làm quan, cuộc sống làm quan thoải mái thế mà. Yến tam hợp hơi sừng sốt, chợt hiểu rõ không cần hâm mộ hắn, không nói, người bóp chân cho ta, lát nữa đỡ ta đi vài vòng trong sân. Ở nhà chịu không nổi hả? Đã chịu không nổi từ lâu rồi, cho tới bây giờ ta chưa từng cảm thấy cuộc sống khổ sở như vậy. Người ấy à, đúng là số chịu khổ. Đi vài vòng, ngoại trừ cổ chân không được dùng sức thì chẳng có gì khác thường, giống như lời thẩm thái y nói, càng ngày càng tốt lên. Lúc người không có ở đây, ta kêu thang viên đỡ ra đi dạo một chút. Lý bất ngôn cúi đầu. Thang viên đâu, sao mấy đó đã không thấy đâu rồi. 14-15 tạ phủ có pháp sự, còn phải chuẩn bị sinh nhật tam gia, nhân lực trong phủ không đủ nên nàng bị đại thiếu phu nhân gọi đi hỗ trợ rồi. Lý bất ngôn nghĩ đến tâm tư của tam gia, thử hỏi. Tam hợp, chúng ta có nên chuẩn bị quà sinh nhật cho tam gia không? Không cần, tại sao? Hắn là bảo bối của tạ phủ, bao nhiêu người chờ tặng quà sinh nhật cho hắn, không thiếu phần của chúng ta bọn họ tặng phần bọn họ chúng ta tặng phần chúng ta tâm ý không giống nhau mà có cái gì không giống yến tam hợp ngẩng đầu nhìn lý bất môn thần sắc hơi mờ mịt chúng ta tặng có thể khiến cho hắn sống lâu trăm tuổi sao yến tam hợp lý bất môn tươi cười người có mong hắn sống lâu trăm tuổi không yến tam hợp nghẹn họng nếu như người trông mong vậy thì nên tặng đi ngày mai ta đi ra ngoài Đi đường đến cửa hàng trên đường xem thử coi có thứ gì hợp với Tam gia không. Không được quá đắt, dưới 10 lượng, Tam gia đáng giá 10 lượng thôi ư? Yến Tam khom lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói, hai tâm ma này không kiếm được nhiều bạc, tiêu tiết kiệm một chút. Lý bất ngôn. Đang nói thì thang viên mang theo hộp thức ăn đi vào trong viện, phía sau có tạ Tam gia và tiểu Bùi gia đã lâu không gặp đi theo. Tại sao tiểu Bùi gia lại đến đây? ngoài mặt là vì cha con đường ra đến, trên thực tế hắn đã liên tục ba ngày nằm mơ thấy Yến tam hợp rồi nên cuối cùng vẫn ngồi không yên. Khí tầm mắt hai người đối diện, ra đầu tiểu bùi ra chợt tê dài. Sao chỉ có một mình ta hao tổn đến tiểu tụy chứ? Nhà đầu này thế mà còn trắng trẻo xinh đẹp hơn cả trước kia. Người thực ra vẫn là người trước đó, chỉ là bớt chút gió mưa mà thôi. Một ngày ba bữa, canh ngon cơm ngon, Thỉnh thoảng còn uống tổ yến, canh bổ gì gì đó, có thể không trắng trẻo mập mạp được ư. Tạ Chi Phi cũng đã nhiều ngày không đến tĩnh tư cư, thấy màu da trên mặt nàng còn đẹp hơn cả trăng tròn trên đỉnh đầu không khỏi cảm thán, ư, vẫn là tạ gia ta trăm người tốt. Ba người ngồi vào chỗ của mình, thang viên mang dưa và trái cây điểm tâm trong hộp thức ăn lên, sau đó đóng cửa rời đi. Tạ Chi Phi thấy tiểu bùi ra cục mắt không biết nhìn chỗ nào đành phải hắng giọng nói. Hỏi thăm được một số chuyện, đến nói với ngươi. Yến Tam Hợp đột nhiên cảm thấy 10 lượng bạc quả sinh nhật kia có hơi không hợp với nam nhân trước mặt này nữa. Phải thêm 10 lượng nữa. Tam gia, mời nói, là chuyện về nhà họ đường. Tạ chi phi. Nhà đường ra ở phố Tẩu Mã, năm cửa ra năm cửa vào, sau khi xét nhà mấy lần thì bây giờ đang rơi vào tay nghiêm như hiền. Nghiêm như hiền. Yến Tam Hợp yên lặng trong chớp mắt. Tam gia nói như vậy, hẳn là đã đi thăm dò rồi. Thông minh. Tạ Chi Phi khen ngợi không chút keo kiệt. Hôm qua ta rảnh rỗi không có việc gì, bảo Chu Thanh và Hoàng Kỳ đi thăm dò. Sao? Tương đối xa xỉ. Tạ Chi Phi cười gần một tiếng. Trong nhà có một thê bốn thiếp của lão thái giám, ai nấy đều là người đẹp yêu kiều. Một thái giám còn cưới thê nạp thiếp, cũng khó trách bị buộc tội. Yến Tam Hợp hỏi. Còn nữa không?" Tạ Chi Phi lắc đầu. "Không có, chỉ thế thôi. Tiểu Bùi ra ban ngày uống trà, Tam gia ban đêm thăm nhà cũ đường ra, hai vị." Yến Tam hợp dừng một chút. "Thật sự không sợ gì sao?" Chương 278, rời đi. "Đầu chỉ thông minh, quả thực chính là trí tuệ tinh tế." "Chẳng thế gạt gì nàng." Tam gia cười hờ hững nói. "Sợ muốn chết, nhưng Minh Đình nói, không thể để Yến cô nương một mình chiến đấu." Tốt xấu gì cũng phải giúp đỡ. Đang yên đang lành nhắc tới ta làm cái gì? Tiểu bùi ra liếc yến tam hợp một cái, đỏ mặt. Ngươi đừng nghe tạ ngũ thập nói lung tung, miệng hắn. Bùi minh đình, hả? Yến tam hợp nhìn hắn, trong mắt có ánh sáng. Giữa người và người có gốc rễ không giống nhau, rễ của ngươi ở phía trên, rễ của ta ở phía dưới, đừng chỉ nhìn thấy túi da mà không nhìn thấy gì khác. Ta là người nông cạn như vậy sao? Oan cho ta quá. Tiểu bùi ra bĩu môi. Bạn bè của ta không nhiều lắm, chỉ có một mình lý bất ngôn, nếu tiểu bùi ra không chê thì tủi thân một chút. Ngươi, ngươi nói gì thế? Tiểu bùi ra liếc mắt một cái. Cái gì mà tủi thân không tủi thân, ta, đa tạ ngươi. Mắt yến tam hợp sáng ngời, mang theo sự chân thành. Chuyện am thủy nguyệt, chuyện giáo phường ti, còn có chuyện của đường ra. Mặt tiểu bùi ra đỏ như mông khỉ tay và chân cũng không biết phải đặt ở đâu còn bà đó ai mà chịu cho được một cô nương cao ngạo lạnh lẽo đôi mắt mọc trên đỉnh đầu đột nhiên dùng vẻ mặt ôn hòa nói với hắn những lời này thế này không phải là dùng đao đâm vào tim tiểu bùi da sao được 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 tiểu bùi da cắn cắn môi thầm nghĩ dù sao ta cũng không được rồi chẳng dẫy chết nữa đa tạ gì chứ hay chúng ta là giao tình gì chứ Tiểu bùi ra vỗ bàn, khí thế hiên ngang nói. Chúng ta từng vào sinh ra tử rồi đó. Yến tam hợp bưng chung trà lên. Ta lấy trà thay rượu, chúc tiểu bùi ra tiền đồ như gấm, hoa nở phú quý. Cạn. Tiểu bùi ra cầm ly chạm vào, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái nói không nên lời, sự uất nghẹn, phiền muộn, thống khổ, dày vò mấy ngày liền đều bị quét sạch. Yến tam hợp không nói sai gốc rễ giữa người với người không giống nhau, tiểu bùi ra hắn lăn lộn thế nào cũng được, nhưng gia nghiệp thật sự phải chống đỡ. Bùi ra ở trong tay phụ thân hắn, không loạn. Ở trên tay hắn, cũng không thể loạn, nếu không, hắn có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông bùi ra. Con người sống trên đời không thể chỉ vì chuyện nam hoan nữ ái, đụng vào tường nam không quay đầu lại thì không phải si tình, mà là ngu xuân. Minh Đình Tạ Chi Phi vỗ vỗ vai hắn. Tối nay, có thể ngủ ngon rồi. Đừng có nói chuyện không nên nói nữa. Tiểu bùi ra ghét bỏ đẩy tay người này ra, nhích đầu lại gần nói chuyện với Yến muội muội hắn mới nhận. Tạ Chi cũng không giận, chỉ lười biếng dựa người về phía sau, ánh mắt nghiêng đi, đối diện với ánh mắt như cười như không của Lý Bất Ngôn. Hắn có cảm giác, tên phá đám này đã biết hết rồi. Đúng vậy, đây là thứ mà tam gia nói là mưu định rồi mới hành động bước đầu tiên rời chướng ngại vật bùi minh đình ra muốn dịch đi thì phải dịch một cách trí tuệ minh đình và hắn là huynh đệ tốt hai huynh đệ đồng thời thích một cô nương nói dễ nghe thì là mắt nhìn giống nhau nói khó nghe thì là thập thò người trong lòng của huynh đệ từ xưa đến nay bao nhiêu nam nhân vì nữ nhân mà trở mặt thành thù với huynh đệ thấy sắc này ý thấy sắc quên bạn không phải là cách làm người của Tạ Tam gia hắn, hắn muốn một tay ôm mỹ nhân, một tay ôm huynh đệ. Vì thế, hắn che giấu tâm sự của mình, không nhanh không chậm chờ Bùi Minh Đình bị đụng đầu rơi máu chảy, chờ hai người mặt đối mặt nói thẳng ra. Như vậy, thằng đá kia mới thực sự rời đi. Bước thứ hai là Tạ gia. Tạ gia phải giải quyết thế nào, hắn cũng đã có tính toán sơ bộ mâu chốt nhất là trong lòng Yến tam hợp phải có hắn đã. Hai người phải yêu thương nhau, cộng thêm chuyện Yến tổ phụ có ân tình với tạ gia, như thế lão phu nhân và phụ thân mới có thể gật đầu đồng ý. Không thể vội, tạ tam gia thầm nghĩ. Việc này tựa như cây kim trong tay người thợ thiêu, phải chậm rãi thiêu từng mũi, mỗi mũi đều thiêu cho đúng chỗ, thì không sợ không thiêu ra được một bức trăng tròn hoa nở. Nghĩ tới đây, Tạ Tam gia chủ động chống lại ánh mắt Lý Bất Ngôn, sâu xa mỉm cười. Lý Bất Ngôn trả lại hắn một ánh mắt lạnh nhạt, thêm hai tiếng hừ khinh bỉ. Lão hồ ly, ta sẽ không nói rõ với Tam hợp, chôn hết chuyện trong bụng, ta thật muốn nhìn xem, Tạ Tam gia ngươi kế tiếp sẽ làm như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, Tạ Tam gia chỉ làm một việc. Mỗi ngày trèo tường ra ngoài với Lý Đại Hiệp, sau đó tự đi đến trà phường ban đêm lại trèo tường trở về ngồi ở tĩnh tư cư một lát người khác không biết dụng ý của tam gia lý đại hiệp lại hiểu rất rõ hắn là đang dùng hành động thực tế nói cho yến tam hợp tam gia không riêng gì miệng ngọt còn thật lòng tốt lắm tạ tam gia xin tiếp tục duy trì đáng tiếc liên tiếp mấy ngày đều không có nghe ngóng được tin tức hữu dụng gì vụ án của nghiêm như hiền còn đang điều tra Hoàng đế là đang bảo vệ người hay là bắt người, chẳng ai nghe ngóng được gì, người trong triều đình đang quan sát, các thư sinh nghe phong thanh thì cũng ngậm hết miệng lại. Đảo mắt đã đến 13 tháng 7, một ngày trước sinh nhật Tam gia. Trạng vạng ngày hôm đó, Tĩnh Tư cư có một vị khách không ai ngờ tới. Yến Tam hợp nhìn Ngô thị trước mặt, thần sắc hờ hững. Nếu như không phải nhớ tới sự nhiệt tình của Tam gia, nàng cũng lười đối mặt với Ngô thị hờ hững ngồi đó. Ngô thị lẳng lặng nhấp một ngụm trà, một lúc lâu mới khó khăn mở miệng. Hôm nay ta tới đây, là muốn nói mấy câu trong lòng với Yến cô nương. Phu nhân nói đi, cô nương ở trong phủ nhiều ngày, ít nhiều cũng nghe được một ít chuyện. Giọng ngô thị bi ai? Nếu không phải có lão phu nhân che chở, đại gia, tam gia có tiền đồ, thì vị trí của ta đã sớm thay đổi rồi. Yến tam hợp nhíu mày. Con người ta chưa từng đọc sách, chỉ là một người mù mắt, miệng lại vụng về không biết ăn nói, cũng chẳng có bản lĩnh gì, không thể so sánh với những người có đọc sách, biết ăn nói, biết làm người. Phu nhân muốn nói gì? Yến nương, ta không có ý xấu. Nước mắt ngô thị trào ra. Ta nghĩ lão phu nhân vẫn khỏe, lão gia vẫn khỏe, hai con cũng cũng rất khỏe, còn có Yến cô nương ở nhà chúng ta, cũng rất tốt. Yến tâm hợp không nói gì. Trước đây ta có chỗ làm không đúng, Yến cô nương đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta, ta không đi ra ngoài nhiều nên không biết trời đất bên ngoài thế nào. Ngô Thị nhớ kỹ lời của Lý Chính ra, liều mạng yếu thế lấy lòng yến tam hợp. Sau này cô nương muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, ta sẽ không nói thêm một câu. Yến tam hợp nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu được, Ngô Thị đi truyền này là muốn bồi tội với nàng. Bởi vì cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Thực ra nếu so sánh với quý lão phu nhân, thì Ngô thị tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng rất có phước. Con cái bên người, bà bà ngoài sáng trong tối bảo vệ. Nhưng tốt ở chỗ có phước, xấu cũng từ đó mà ra. Ngô thị được người bảo vệ quá tốt, vừa không nghe lọt lời khuyên của người khác, lại không chịu động não ngẫm lại chân tướng của nhiều chuyện, thời gian dài sẽ biến thành dáng vẻ như bây giờ. Nói nàng ngu xuẩn, quả thực là ngu xuẩn. Nói nàng sâu tính, lại không thực sự xấu. Phu nhân. Yến Tam Hợp bình tĩnh mở miệng. Con người ta to gan, cho nên có vài phần không biết trời cao đất rộng. Giữa ta và phu nhân, không có ai đúng ai sai, chỉ có thể nói là người không chung đường nên không thể đi chung với nhau được. Lời này có ý gì? Ngô Thị không hiểu. Phu nhân không nên chạy đến đây vì chuyện trước kia. Yến Tam Hợp dừng một chút. Ta chẳng qua chỉ là khách của tả gia, không có lý gì lại ở mãi không rời đi. Ngày sau, chúng ta đi xa khỏi đây cũng có thể bình an vô sự. Lời này nói ra, ngô thị cuối cùng cũng nghe hiểu, thiếu chút nữa thì vui ra mặt. Người này ở tạ gia không lâu ư. chương 279, chúng độc. Ở không lâu là tốt rồi, không có thời gian gây tai cho con trai ta. Ngô thị tự nhận mình là đoan trang khéo léo mỉm cười. Cô nương đã nói như vậy, vậy ta yên tâm rồi. Yến tam hợp nhìn khóe miệng nàng cong lên quá mức, Lạnh lùng nói. Không còn sớm nữa, mời phu nhân về đi. Ta chờ Lý Chính Gia đến. Ngô Thị. Ta có kêu phòng bếp nhỏ nấu cho cô nương chút canh sườn củ sen, thanh hỏa bổ khí. Nếu cô nương không so đo với ta thì ta cũng muốn làm chút gì đó, dỗ cho cô nương vui vẻ. Yến Tam Hợp hơi khó tin, Ngô Thị lại hạ thấp mình như vậy. Đúng lúc này, Lý Chính Gia mang theo hộp thức ăn cười hiếp mắt đi vào. Để cô nương đợi lâu rồi. Canh này phải hầm hơn một canh giờ, mới có thể ra nồi. Ngô Thị vội hỏi. Đã đưa đến cho lão phu nhân và lão gia bên thư phòng chưa? Lý chính gia cười nói. Hồi bẩm phu nhân, đã đưa đến hết rồi. Ngô Thị đứng dậy. Cô nương nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi ngay đây. Thang viên. Yến tam hợp như chút được gánh nặng. Tiến phu nhân giúp ta. Thang viên đưa Ngô Thị về, chỉ vào hộp thức ăn hỏi. Cô nương có ăn không? Không ăn. Cô nương có điều không biết, nhà ngoại phu nhân là người Hồ Bắc, món canh này là món canh nổi tiếng ở quê nhà, lão phu nhân không ăn được dầu mỡ cũng khen một tiếng ngon. Thang Viên cười nói, phu nhân có thể cầm canh này đến, là có ý muốn lấy lòng cô nương, tốt xấu gì cũng nếm thử một miếng đi. Yến Tam Hợp mặc dù không thích vòng vo khúc khủy trong nội trạch, nhưng cũng biết, nếm một miếng, có nghĩa là xóa bỏ ân oán trước đây. Ừ, không nhìn mặt tăng nhìn mặt Phật cho tạ chi phi chốt mặt mũi vậy. Thang viên vội lấy thìa múc ra một chén, yến tam hợp nhìn thì thấy chẳng có chút dầu mỡ nào. Nàng chậm rãi uống hết nửa chén, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Người nhà ngoài của phu nhân đâu, còn đi lại với tả gia không? Lão phu nhân và lão gia không cho phép đi lại. Tại sao, ngô gia quá hạn hẹp, tới cửa chỉ biết tìm thứ tốt. Phu nhân lỗ tai mềm, luôn thích lấy đồ của tả gia lén lút trợ cấp cho nhà ngoại mười lần tám lần còn được cứ mãi như thế nên chọc giận lão gia thang viên thở dài lão gia không muốn gặp phu nhân giao cả nhà cho đại thiếu phu nhân lo cũng có một phần là do người nhà của phu nhân ai ra sao mặt cô nương lại đỏ như vậy ta ta yến tam hợp cực kỳ khổ sở kéo cổ áo ta không thở nổi người người mau đi mời lang trung ta chúng độc rồi nương ta ơi thang viên nhanh chân bỏ chạy vừa liều mạng chạy, vừa lớn tiếng hô. Người đâu, mau tới đây, cô nương trúng độc rồi, cứu mạng, mau cứu mạng. Trong tiểu lâu vô cùng ồn ào. Tạ Chi Phi miễn cưỡng tựa lưng vào ghế dựa, ánh mắt đảo qua Chu Thanh, Chu Thanh lập tức đứng dậy đi đến chỗ trưởng quầy tính tiền. Lại là một buổi tối không thu hoạch được gì. Lý Bất Ngôn ngồi đối diện Tạ Chi Phi, đưa đầu lại gần. Đã mấy ngày rồi mà chẳng nghe được gì, tam gia nói xem vì sao thế? Tạ Chi Phi chợt ảm đạm, một lát sau mới thấp giọng nói. Thời kỳ đặc biệt, không ai dám gây hoa, về thôi. Lý Bất Ngôn. Ngày mai còn tới không? Ngày mai. Tạ Chi Phi chợt cười với Lý Bất Ngôn. Ngày mai là 14, trong phủ có việc. Đúng rồi, tính tư cư các người có động tĩnh gì không? Người muốn động tĩnh gì? Lý Bất Ngôn hiểu rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ. Không biết, tiểu thư không dặn cái gáo nước lạnh này dội đúng là. Không sao, tam gia ra dày rộng lượng, nếu như nha đầu kia không có động tĩnh gì thì sẽ dứt khoát đưa tay ra luôn. Xe ngựa đi vào bốn ngõ nhỏ, bỗng nhiên một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần. Ra, nhìn hình như là tiểu bùi ra. Hắn không phải đi trước một bước sao, sao còn đến tạ ra. Tạ chi phi nhảy xuống xe, vừa đứng vững thì một người một ngựa đã vọt tới trước mặt tiểu bùi ra siết chặt dây cương, vó ngựa hí vang mừng cao đồng thời hô to. Tạ ngũ thập, yến tam hợp chúng độc, cha ta xuất phát trước một khắc, đã đến tạ phủ các ngươi chưa thế. Tạ chi phi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng dáng xẹt qua bên cạnh, chân đạp xe ngựa nhảy lên đầu tường, hai ba cai đã biến mất trong bóng đêm. Tạ chi phi bỗng dưng biến sắc, đưa tay túm lấy cánh tay tiểu bùi ra, nhảy lên. Mau, hồi phủ tiểu bùi ra hai chân kẹp ngựa cưỡi đi. Tĩnh tư cư, đèn đuốc sáng như ban ngày. Lão phu nhân ngồi ở trong ghế thái sư, trước mặt là thang viên đang quỳ, thang viên nước mắt nước mũi kể lại chuyện. Chuyện rất đơn giản, chỉ ba câu là có thể nói rõ ràng. Nói xong, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người ngô thị. Sắc ma ngô thị trắng bệch, quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, kêu rên. Lão phu nhân à, trời đất chứng giám, ta không hề có ý hại yến cô nương, ta chỉ là muốn lấy lòng nàng thôi. lão phu nhân gõ mạnh quải trượng xuống đất, tức đến xanh mặt. ngươi là muốn tốt cho nó hay là muốn mạng của nó hả? ngô thị nước mắt cuồn cuộn. lão phu nhân, ta không có, không à? ai có thể tin được? ngươi không vừa mắt với yến tam hợp, nàng ăn canh ngươi đưa mới xảy ra chuyện, không có chuyện gì tỏ ra ân cần, không gian thì cũng là trộm. tạ đảo chi hít sâu một hơi đè xuống lửa giận trong lòng. "Thiếu phu nhân, con vào trước xem tình hình bên trong, người thế nào rồi?" Ừ. Chu thị vừa muốn cất bước vào thì đã thấy Bùi Thái y từ bên trong đi ra. Tạ Đạo Chi vội vàng nghênh đón, "Thế nào rồi?" Bùi Ngụ nhìn Tạ Đạo Chi, lại nhìn ngô thị trên mặt đất. Nửa bát canh còn lại ở đâu để ta xem thử?" Thang Viên vội vàng bò dậy, bưng canh đến trước mặt Bùi Ngụ. "Bùi Thái y, ở đây." Bùi ngụ lấy tay chấm một chút, bỏ vào trong miệng nếm thử, hỏi. Canh này dùng cái gì nấu, bên trong thêm thứ gì? Hai mắt ngô thị đẫm lệ. Là hầm sườn thôi, chẳng thêm gì cả, canh này lão phu nhân cũng uống, lão gia cũng uống, không có sao cả. Bùi ngụ trả bát lại cho thang viên. Yến cô nương không phải trúng độc gì cả, chỉ là dị ứng thôi. Ta đã nói ta oan uổng rồi mà. Ngô thị vừa nghe lời này bèn kêu lên với tạ đạo chi tạ nhi lập tức tiến lên một bước bùi thúc chuyện này là sao thế canh ở quê phu nhân ta cũng may mắn được ăn mấy lần bùi ngụ nhíu mày hôm nay trong canh hình như có thêm vị gì đó thêm cái gì vẻ mặt ngô thị mờ mịt ta không biết bùi thái y ta vừa mới nếm thử trong canh này còn thêm một vị nấm tươi tạ đạo chi nấm bùi thái y yến cô nương lại dị ứng với nấm Bùi Thái Y như có điều suy nghĩ nhìn Ngô Thị một cái. Một ít thì không thể có phản ứng, nếu bỏ nhiều sẽ bị khó thở, cả người sưng đỏ, thậm chí ngất xỉu vì sốc. Vậy bây giờ nó sao rồi? Lão phu nhân sốt ruột. Đã ép nôn mấy lần rồi, không có gì đáng ngại nữa, chỉ là vết ban trên người phải mấy ngày nữa mới hết, lát nữa ta sẽ kê đơn thuốc, uống thuốc đắng vài ngày là được. Thần sắc bùi thái y sắc bén. Về sau, tuyệt đối không thể cho nàng ăn những thứ này, người khác ăn thì không sao, đối với nàng chỉ chẳng khác gì đòi mạng. Ta không kêu họ bỏ vào, không phải ta mà. Ngô thị khóc không thành tiếng nói. Ta không biết Yến cô nương ăn không được nấm, ta không biết gì cả. Ai nói ngươi không biết? Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua một bóng người, vừa tập trung nhìn thì đã thấy một thanh nguyễn kiếm sáng loáng đặt ngang dưới cổ ngô thị. tám 280, cư tâm sao? Sao cư tâm phả chắc, lòng hiểm ác khôn lường? A, à, Ngô thị sợ tới mức hét lên liên tục, cả người tê liệt ngã trên mặt đất. Lý bất ngôn, Lý Đài Hiệp. Lý bất ngôn quay đầu nhìn Tam gia và Tiểu Bùi gia đang đuổi theo, lạnh lùng cười. Hai vị đã quên, ngày đó ăn cơm ở viện chi xuân của phu nhân, tiểu thư nhà ta cố ý nhặt nấm ra ngoài. Còn có, nàng đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Ngô thị, tiểu thư ở tả gia mấy tháng nay, có thể ăn gì? không thể ăn gì thì từ trên xuống dưới ai cũng đã biết được. Nói đi. Lý bất ngôn ép Nguyễn Kiếm về phía trước nửa tắc. Tại sao phải hại tiểu thư nhà ta? Ta không có, ta không có. Châm trên đầu rơi xuống, tóc tàn ra, trên mặt ngô thị tràn đầy nước mắt. Nàng là người nhà ngoại của lão phu nhân, ta sao lại có gan hại nàng được, oan uổng quá. Dứt lời, lại nhịn không được khóc giống lên. Lý bất ngôn. Tả nhi lập nhìn không được mẫu thân bị ép đến chật vật như thế, ánh mắt sắc bén nói. Bỏ kiếm xuống trước rồi có chuyện gì từ từ nói. Đại gia, ánh mắt lý bất ngôn giống như hóa băng. Không phải một câu an uổng là có thể cho qua được, ta chỉ hỏi một câu, trước đây nấu canh này có cho nấm hay không? Chuyện này, nếu lúc trước có cho thì đó là ta hiểu lầm, ta dập đầu bồi tội với phu nhân một ngàn cái, một vạn cái cũng được, nếu trước đây không thả mà hôm nay lại bỏ thì đó là có người lòng dạ ác độc khó lường. Lý bất ngôn ngừng đầu, lạnh lẽo cười ai ác đồng với tiểu thư ta ta liều mạng với người đó tạ nhi lập bị nàng nói đến không còn sức cãi lại canh này trước đây quả thực không cho nấm mùi thịt sườn và mùi củ sen tươi trộn lẫn với nhau cũng đủ tươi ngon rồi hôm nay trong canh này có thêm nấm nhưng lại chẳng thấy nấm đó có thể thấy được là có người cố ý bỏ nấm vào lại vớt ra làm như vậy là vì thêm tươi hay là dùng để tính kế yến cô nương ai có thể nói rõ tạ nhi lập bất đắc dĩ đành phải nhìn cha mình. Tả đạo chi cả người đều tức giận, chẳng thể áp chế nổi. Một là giận ngô thị làm chuyện ngu xuẩn này. Một là vì lý bất ngôn chẳng hề nể tình. Người quỳ trên mặt đất là thê tử kết tóc với tả đạo chi hắn, là đích mẫu của ba đứa con hắn. Cho dù người phụ nữ ngu xuẩn này phạm vào tội ác tay trời, thì người có thể trừng phạt nàng cũng chỉ có thể là tả đạo chi hắn. Nàng là tỷ nữ, lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Huống chi, lúc này bùi ngụ cũng ở đây, người của nhị phòng cũng ở đây, thế không phải là dẫm lên thể diện của đại phòng rồi ư. Thể diện của đại phòng, chính là thể diện của tả đạo chi hắn. Ngực tả đạo chi phập phòng, đang muốn mở miệng nói thì phía sau chợt trền đến một giọng nói yếu ớt. Lý bất ngôn, buông kiếm xuống. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Bên ngưỡng cửa, Yến Tam Hợp im lặng đứng đó, khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng, căn bản nhìn không ra dáng vẻ thanh tú ban đầu, trong mắt lại càng yếu ớt tiểu thư ừ yến tam hợp ừ nhẹ một tiếng lý bất môn ngoan ngoãn buông kiếm xuống ngoan ngoãn đi tới bên cạnh nàng yến tam hợp vượt qua ngưỡng cửa đi từng bước chậm rãi tới trước mặt ngô thị ánh mắt của nàng rơi vào người ngô thị không có tức giận chỉ có cảm giác từ trên cao nhìn xuống gần như lạnh lùng nhìn kỹ cô từng nói ngô thị ngu xuẩn nhưng không xấu trên mặt người mô xuẩn không giấu được tâm sự, tâm sự đều giống như bánh rán, bày ra trước mắt mọi người. Mô thị chán ghét nàng, nhưng không hận nàng, người nàng thật sự hận, chỉ có một liễu di nương. Nếu không hận thì sẽ không tự bê đá đập chân mình. Lúc trước ta đã nói với phu nhân, phu nhân đến vì chuyện trước kia là không đáng. Bởi vì bị ép nôn nên giọng của nàng rất khàn, gần như là dùng hơi để nói chuyện. Ta chẳng qua chỉ là khách của tạ gia không có lý ở lại đây lâu không đi. Ngày sau chúng ta đi xa một chút, có thể bình an vô sự. Giọng suy yếu của Yến Tam hợp xé rách biểu cảm trên mặt mọi người. Người thông minh như tạ đạo chi, tạ nhi lập, chu thị lập thức ngộ ra ba tầng thâm ý trong lời này. Tầng thứ nhất, mô thị đưa canh quả thực là vì lấy lòng Yến Tam hợp. Một người muốn lấy lòng một người khác, sẽ không trắng trợn động tay động chân trong canh của mình, mô thị có ngu xuẩn cũng không ngu xuẩn đến nước này có thể động tay vào, chỉ có người khác. Người này là ai, các ngươi tự điều tra đi. Tầng thứ hai, Yến Tam Hợp đã nói với Ngô Thị trước đó, nếu không thì Yến Tam Hợp cũng sẽ không ăn canh. Ăn canh, nghĩ là hai người đã hòa giải. Như vậy, Ngô Thị vì sao còn muốn động thủ với nàng? Có lý do gì để làm điều đó với nàng? Tầng thứ ba, Yến Tam Hợp là khách, là người nhà ngoại của lão phu nhân. Ngô Thị có thể đặt chân ở tạ phủ, ngồi vững vàng vị trí chính phòng phu nhân, lão phu nhân cũng có một nửa tác dụng. Ngô thị ra tay với Yến Tam Hợp, cũng có nghĩa là thị uy với lão phu nhân, ngô thị sao dám thị uy với lão phu nhân. Tạ lão ra, Yến Tam Hợp hít sâu. Việc này không liên quan đến phu nhân, chỉ vì sức khỏe ta không tốt, phu nhân là tốt bụng, không thể oan uổng được. Khóe mắt tạ đạo chi nóng lên. Cô nương nói đúng, phải kiểm tra người trong bếp, người bên cạnh phu nhân cũng phải kiểm tra, phu nhân không phải là người thông minh, ngươi, con trai ngươi, con dâu của ngươi cũng thế. Yến Tam Hợp ngừng lại, đè xuống cảm giác khó chịu ở cổ họng, lại chậm rãi nói tiếp. Tạ ra nhà lớn sự nghiệp lớn, đừng nên để cho người có lòng giả độc ác khó lường lợi dụng sơ hở. Trong đầu tạ đạo chi, Ông! một tiếng, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay chảy ròng ròng. Lời này rất thẳng thắn nói cho hắn biết, việc này không phải trùng hợp, là có người mượn tay mô thị làm, về phần đối phó với Yến Tam Hợp nàng hay là nhắm vào người khác, các ngươi hãy tự nghĩ cách điều tra đi. Lão phu nhân. Lão phu nhân ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen kịt kia của Yến Tam Hợp, trong lòng chợt lạnh lẽo. Duyên phận là thứ có điểm kết thúc. Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn bà. Ngày sau hết duyên, kính xin lão phu nhân đừng ngăn cản, hãy dịch sang bên cạnh một bước. Dịch sang một bước để làm gì? Thả nàng rời đi lão phu nhân thậm chí có thể tưởng tượng ra bóng lưng nha đầu này khi rời khỏi tạ phủ, giống như bà lúc nhìn theo bóng lưng yến hành rời khỏi viện vậy. Mỏng manh, cao ngất, cô độc, lại dứt khoát kiên quyết. Con à! Bà nghẹn ngào kêu lên. Ta không phải con bà. Yến Tam hợp xoay người, đỡ tay Lý Bất Ngôn đi vào xương phòng. Nàng mệt rồi. Không chỉ mệt, mà còn rất đuối. Bất Ngôn, ta ngủ một giấc, người trông chừng ta lý bất ngôn nhìn gương mặt không chút huyết sắc trước mặt gật đầu một cái ngẫm lại lại không cam lòng cứ như vậy bỏ qua sao yến tam hợp nở nụ cười thê lương ta ngứa nhưng lại không thể gái lý bất ngôn vén tay áo nàng lên nhìn trên làn da trắng nõn phủ đầy những vết xương đỏ ngươi quạt cho ta đi nàng nói rất đáng thương đôi mắt đen rưng rưng nước trông mong nhìn lý bất ngôn tìm lý bất ngôn tựa như bị mắc một cái gai hít vào thôi cũng cảm thấy đau ta thật muốn gọi ngươi một tiếng tổ tông phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn